Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận bộ cấu hình 20.700.000 anh em nhá. Ở biển xưa. Bộ này rất là chất luôn. Nước con sông Hồng chảy bao đất Việt. Ở lưới ấy đồng nguồn ngọt nước lắng mù xa anh đôi bờ. Anh ở biển yên thương biết biết rằng đêm lắm nóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sớm mà anh đưa lên đến ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mơ. Nghe đài báo gió mùa đông bắc, em nhận thương anh ơi chiến hào gặp xem mà em thương anh. Chiều nay đang đứng ngang ngang đông anh giữ đất trời áo ấm có lạnh hơn thời anh yêu người chiến sĩ biên thủy. Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ. Có tình yêu mơn mùa xuân, dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Ok, thì với cái cấu hình này, thì như anh em đã thể thấy, tất cả có thể điều khiển trên một cái điều khiển này và sử dụng con vang số D5 anh em nhé. Đồng bộ này của LX Acoustic và trị giá combo này trị giá 20.700.000 anh em nhé. 20.700.000 thì anh em có những thiết bị gì? Thì đầu tiên anh em có ngay cục đẩy 1102D. Cục đẩy này công suất 1000W trên một kênh anh em nhé. Có thể chơi tốt được hai cặp loa này. Và sau anh em có thể nâng cấp thêm anh em nhé. Chơi tốt hai cặp 1000W trên kênh. Đấy, với con 1000W này thì rất là khỏe. Cái thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là nó tích hợp luôn quản lý nguồn anh em nhé. Anh em có thể cắm tất cả các thiết bị như là vang, là mic lên trên nó anh em nhé. Đấy, anh em có thể cắm tất cả và tắt, nó rất đơn giản thôi. Và giá của con cục đẩy này là 6.200.000 đồng. Đó, 6.200.000 rất là rẻ đúng không anh em. Nó tích hợp luôn quản lý nguồn này. Tích hợp quản lý nguồn đã tiết kiệm được cho anh em là 1 triệu rồi. Đấy, tiết kiệm tích hợp luôn cả công suất rất là lớn 1000W. Đấy, rất là rẻ anh em nhé. Với tầm giá này thì công suất 1000W như vậy là quá là rẻ. Với con vang số D5, con này của Chipad anh em nhé, bảo hành lên tới là 3 năm cho anh em. Đó, 3 năm. Và bộ mic, ở đây em sử dụng bộ mic U75. Bộ mic này thì rất là bắt mic, tiếng hay, sáng sạch anh em nhé. Với giá bộ mic này là 2.400.000 đồng. Một trong những cái bộ mic mà bán rất là chạy và cái chất âm của nó khá là ok anh em nhé. Khá là ok. Đấy, thì với combo này như anh em đã thấy rất là đẹp, dàn máy rất là đẹp, đồng bộ lưới cao phân tích. Và không thể thiếu đó là đôi loa. Loa đây em sử dụng đôi V12 Sơn Sơn Cát anh em nhé, hàng nhập nguyên con. Giá hiện tại 8 triệu anh em nhé. Đó, 8 triệu. Nói chung đây là một trong những cặp loa nó rất là chất anh em nhé. Đó, rất là chất Sơn Sơn Cát. Đó, ê căng tổ ong. Cực kỳ chất với cặp loa này. Đó, chỉ với 8 triệu thôi. Cái chất âm của nó mang lại cũng rất là hay. Âm thanh rất là sạch. Đó. Chi tiết. Đó. Nói chung là với cặp này không thể chê được. Cặp này anh em có thể treo ngang, treo dọc làm monitor. Rồi đấy, nói chung là rất là dễ. Chơi ngoài trời, rồi chơi trong nhà, chơi phòng karaoke. Đôi loa này là một trong những đôi loa mà rất là đa năng anh em nhé. Thì với combo này chọn bộ là 20.700.000 thì anh em sau anh em có thể nâng cấp được thêm. Đó, còn một cặp loa nữa anh em nhé. Và anh em có thể ghép thêm một chiếc sub điện vào để cho nó uy lực hơn. Đó, thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com để em giao hàng toàn quốc cho anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.